Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 3, Công an quận Long Biên, Hà Nội bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tìm thấy bốn mẹ con chị Hát ở Vĩnh Phúc, trước đó nghi nhảy cầu Đông Trù. Hiện tại, sức khỏe bốn mẹ con chị Hát hoàn toàn bình thường. Cơ quan công an đã liên hệ với người thân để đón về. Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ 24 phút ngày 1 tháng 3, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Long Biên nhận tin báo có người nhảy cầu tại cầu Đông Trù. Ngay sau đó, đơn vị đã xuất xe đến hiện trường. Khi lực lượng chức năng có mặt, hiện trường để lại một ô tô, thư nhắn lại người nhà là chồng, bốn đôi dép, một người lớn, ba trẻ em. Nội dung bức thư để lại, anh à, em mệt mỏi lắm rồi. Anh nói anh áp lực trong cuộc sống, vậy bốn mẹ con em sẽ giải thoát cho anh hết áp lực. Nếu có duyên kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là gia đình. Tạm biệt anh, mẹ xin lỗi các con đã phải khổ theo mẹ. Sau khi hình ảnh và thông tin được đăng tải, đã thu hút hàng trăm bình luận chia sẻ. Đa số đều mong bốn mẹ con bình an. Một số bình luận cho rằng đây chỉ là hành động dọa dẫm do mâu thuẫn gia đình. Bên cạnh đó, nhiều người lên án suy nghĩ hành động dại dột kéo theo các con cùng quyên sinh của người mẹ. Đến 8 giờ 21 phút cùng ngày, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Long Biên đề nghị chi viện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, công an thành phố đến tham gia tìm kiếm. Đồng thời, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông cũng triển khai cano phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đường sông tìm kiếm các nạn nhân nghi vấn nhảy cầu từ khu vực chân cầu Đông Trù đến cửa dầu ngã ba sông Hồng sông Đuống cơ quan chức năng cũng đã liên hệ người nhà chị hát để xác nhận thông tin từ những dấu hiệu bất thường để lại hiện trường như các đôi dép đều sắp xếp trật tự trên xe ô tô đồ đạc ít bị xáo trộn lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát khu vực cũng tỏa đi các nhà nghỉ xung quanh khu vực tìm kiếm Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã tìm thấy chị Hát cùng các con nhỏ ở địa điểm an toàn. Chị Hát bước đầu cho biết giận dỗi chồng nên làm hành động dạy dột trên để gây áp lực. Hiện cơ quan chức năng đã ổn định tinh thần cho chị Hát để về đoàn tụ cùng gia đình. Các lực lượng tìm kiếm trên sông, ứng trực trên cầu Đông Trù đã được lệnh rút. Khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 3 trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn km 194 cộng 300 qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe tải. Thông tin ban đầu, thời điểm trên xe tải biển kiểm soát 51C66511 lưu thông hướng Bắc Nam khi đến đoạn km 194 cộng 200 qua thôn Liêm An, xã Hồng Liêm. Do phía trước có xe dừng vì ung tắc nên tài xế giảm tốc độ cho xe đi từ từ để dừng chờ. Cùng chiều phía sau là xe tải 89C20568 xe thứ hai cũng giảm tốc độ theo xe 51C66511. Ít phút sau, xe tải biển kiểm soát 77C06075, xe thứ ba, chạy đến và tông vào đuôi xe thứ hai. Sau đó, xe tải biển kiểm soát 79C06748, xe thứ tư, do NNI, sinh năm 1983, ngụ Khánh Hòa điều khiển, tông vào đuôi xe thứ ba. Tại hiện trường, xe thứ tư bẹp nát phần đầu, cắm chặt vào đuôi xe thứ ba, tài xế thứ tư tử vong, kẹt cứng trong cabin. Phụ xe của xe này bị thương, được cứu ra khỏi cabin và đưa đi bệnh viện. Nhận được tin báo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc cũng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, Điều tra vụ tai nạn, đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, xe cẩu cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang cố gắng kéo tách rời các xe để đưa tài xế tử vong đang còn kẹt trong xe ra ngoài. Bởi đây, ông Nguyễn Đình Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bạo hành gia đình tại xóm 6, khiến người phụ nữ nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng. Nạn nhân trong vụ bạo hành gia đình là bà Trần Thị Mờ, 52 tuổi, Người chồng bào hành vợ là ông Lê Ngọc Thành, 41 tuổi, trú 66, xã Xuân Sơn. Ông Thành là người địa phương từng trải qua một đời vợ, còn bà M quê ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, là mẹ đơn thân. Sau khi kết hôn được một thời gian, hai vợ chồng rời quê vào Bình Dương làm thuê, nhưng nghe nói thường xuyên mâu thuẫn và sống ly thân. Thời gian vừa rồi, ông Thành trở về địa phương trước, sau đó khi bà M về để giải quyết thủ tục ly hôn thì xảy ra sự việc. Hiện lực lượng công an đang hoàn thiện hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tật của bà Mai để tiến hành xử lý vụ việc theo đúng pháp luật. Ông Thu cho hay. Trong đoạn video được trích xuất từ camera được người nhà bà Mờ chia sẻ, thời điểm diễn ra sự việc là vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2, khi đó bà Mờ và chồng tranh cãi to tiếng, sau đó người chồng đưa bà Mờ vào phòng và đóng cửa ít phút sau người nhà phát hiện có tiếng động bất thường trong phòng nên đã hô hoáng mọi người xung quanh đến ứng cứu đồng thời khuyên ông thành dừng đánh và mở cửa tuy nhiên ông thành vẫn ngoan cố cho đến khi có bố ruột khuyên nhủ thì ông thành mới chịu mở cửa cửa mở phát hiện trên mặt bà mờ có máu sưng tím dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng gia đình và hàng xóm lập tức đưa người phụ nữ đến bệnh viện đa khoa huyện đô lương thăm khám vì vết thương quá nặng, bà Mờ được chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa, Nghệ An. Anh Mai Bá Sơn, con trai của bà Mờ cho biết, bà Mờ từng có 15 năm là mẹ đơn thân, một mình nuôi đàn con ăn học. Khi trưởng thành, các con cùng ủng hộ mẹ đi bước nữa để có chỗ dựa tinh thần lúc tuổi già. Bà Mờ quyết định kết hôn với ông Thành, ít hơn 11 tuổi. Trong hơn một năm qua, mẹ tôi luôn phải sống trong sự đe dọa đánh đập từ người chồng Vũ Phu, nên mới đây mẹ đã quyết định ly hôn. Khoảng một tuần trước, mẹ có về quê gặp ông Thành nói chuyện trước khi ra tòa. Ngày 28 tháng 2, tiến hành ly hôn thì xảy ra vụ việc đau lòng này, anh Sơn chia sẻ. Anh Sơn cho hay mẹ anh được các bác sĩ chẩn đoán bị gãy xương sườn, mặt rách sưng phù do tác động của vật cứng kim loại và hiện đang chờ đợi kết quả giám định thương tật. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tật của bà Mờ để tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã chỉ đạo giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nội dung phản ánh trên mạng xã hội Facebook về việc một nhà xe chạy tuyến Quảng Ninh Hà Nội chặt chém giá khi hành khách không đồng ý thì bị bỏ rơi giữa đường, thậm chí còn hành hung khách. Theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cơ quan chức năng đến nay cũng đã tìm được chiếc xe ô tô trong bài phản ánh và triệu tập tài xế tới làm việc, đồng thời đang tạm giữ chiếc xe ô tô này để tiếp tục điều tra tôi giao cho phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, sai đến đâu xử lý đến đó. Quan điểm của công an tỉnh Quảng Ninh là xử lý đến nơi đến trốn, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố, thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho hay. Cũng theo ông, hiện nay các đơn vị chức năng đang liên hệ với người phản ánh để củng cố hồ sơ chứng cứ. Trước đó, trên nhóm Facebook xe tiện chuyến Quảng Ninh, có tài khoản mang tên Bạch Thị Đê chia sẻ hình ảnh ô tô mang biển kiểm soát 14B042.XX cùng một người phụ nữ bị xây sát ở vùng cổ kèm theo đó là nội dung tố cho rằng nhà xe này chặt chém khi hành khách không đồng ý thì dở thói côn đồ đuổi khách xuống giữa đường trên cao tốc ngoài ra khi phát hiện khách chụp hình ảnh của xe thì tài xế còn hành hung người chụp nội dung đăng tải viết Mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo. Đi từ Hà Nội Bắc Ninh 200k, Hà Nội Uông Bí 400k, Móng Cái 500k, không đồng ý trả vé cao nhà xe, dở rộng côn đồ đòi mỗi hành khách 200k, thả xuống giữa cao tốc gần cầu đuống. Khách chụp lại biển số xe nhà xe còn bóc cổ hành khách. Thông tin trên sau khi xuất hiện đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các ý kiến đều bức xúc trước hành động đuổi hành khách xuống giữa đường và đánh người của nhà xe trên. Đồng thời cộng đồng mạng mong lực lượng chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nhà xe nếu vi phạm. Theo thông tin từ dữ liệu đăng kiểm cho thấy, chủ của xe ô tô mang biển kiểm soát 14B 042.XX là VTT, trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Số người cho phép chở trên xe là 10 người, tuy nhiên xe này không đăng ký kinh doanh vận tải và không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Xe ô tô này được kiểm định ngày 3 tháng 11 năm 2023, thời hạn kiểm định đến ngày 2 tháng 5 năm 2024. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.